Dạ, các bác đã bị cháy bao nhiêu cái nồi dạ? Các bác cho em Hương xin một bình luận phía dưới cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các bác vào sân bếp thì cho em Hương xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh ạ. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà một chiếc bếp nhỏ nhưng có vỏ của Rinnai cả nhà nhé. Một chiếc bếp chỉ 1,6 triệu thôi, 1,6 triệu nhưng mà đầy đủ các cái tính năng an toàn, đó là tự động tắt bếp khóa ga khi gió thổi, nước trào và cạn nước. Em Hương sẽ quay sát lại một chút xíu để các bác có thể nhìn cận cảnh hơn cái chiếc bếp này. Mặt này nó là màu sáng ghi cả nhà nhé. Bác nào mà thích cái màu như thế này thì liên hệ em Hương thấy các bác thích cái màu này nhiều hơn là cái màu đen. Mà tùy sở thích của mình thôi chứ màu nào cũng đẹp hết. Bếp đánh lửa bằng một đôi pin cả nhà nhé. Đôi pin này em sẽ tặng cho các bác khi mà các bác mua hàng, để có pin test luôn khi mà bưu tá đang ở đó và đồng kiểm cùng với bưu tá luôn. Trong trường hợp mà bếp bị móc méo hoặc là vỡ thì các bác báo luôn giúp em Hương để em Hương xử lý nhé. Mã sản phẩm đó là Rinnai KGE80SL cả nhà nhé. Các bác nhận bếp kiểm tra cái mã này giúp em Hương. Nếu mà không đúng cái mã bếp em Hương gửi, không đúng cái bếp em Hương lên trên video trên thế này, thì em Hương sẽ đền cọc gấp 5 lần cho các bác luôn. Về hình thức thanh toán thì các bác cọc giúp em 300.000 để lấy chi phí vận chuyển thôi. Đây cả nhà, lửa rất là xanh đúng không ạ? Lửa xanh như thế này các bác sẽ không có lo bị đen nồi nữa đâu. Bây giờ em sẽ test cái tính năng đó là cạn nước tắt bếp cho các bác nhé. Khi mà các bác nhận bếp về muốn kiểm tra cái tính năng này đấy, thì các bác lấy cái nồi dày này và các bác đậy vùng lại như thế này giúp em Hương để test cho nó nhanh nhé. Thời gian test thì khoảng tầm 2 đến 3 phút các bác ạ. Nhưng mà cũng tùy vào môi trường các bác test, tùy vào cái hôm đấy nó mưa hay là nó nắng. Đấy, thì nó sẽ, nếu mà nhiệt độ nó thấp, nó ẩm thấp thì test nó sẽ lâu hơn. Đấy, các bác nhìn qua video thì có thể thấy là lửa nó hơi nhỏ, nhưng mà thực ra không có nhỏ đâu các bác ạ. Đây, nó khít cái đít nồi. Đấy. Lửa rất là đẹp nhé, em tắt đi bật lại cho các bác này. Lửa rất là đẹp. Lửa rất là xanh đúng không cả nhà? Đấy, rửa dần xanh này. Khi mà đồ đã đóng lên thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa. Hai bếp nấu và một bếp nướng cả nhà nhé. Hai bếp nấu và một bếp nướng thì cùng một cái thời gian nấu nướng thôi, nhưng mà mình có thể chế biến nhiều món ăn cho cả gia đình. Đấy, nó báo nhỏ lửa lại rồi đấy. Bên bếp trái thì có thêm phím 3S. Các bác ấn vào giữ 3 giây giúp em Hương. 1, 2, 3. Chưa có bật được nốt này thì bếp đã tắt rồi cả nhà nhé. Bếp đã tắt rồi đây, em Hương sẽ cho cả nhà xem cái tính năng là nó đã khóa ga này. Đã khóa ga rồi các bác nhé. Bên bếp và bên phải thì đợi thêm một chút xíu nữa thôi. Hiện tại bếp em Hương đang vẫn bật đây ạ. Đây, đang vẫn bật bếp cả nhà nhé. Em sẽ bật lại này. Đấy, cái tính năng 3S là ra chính này. Các bác ấn và giúp em Hương 3 giây. 1, 2, 3. Đấy. Khi mà bếp mình rang đồ khô hoặc là mình chiên rán lâu, lửa nó nhiệt độ cao. Đấy, thì bếp sẽ tắt bếp thì các bác bật cái nốt này lên, ấn vào giữ 3 giây để bật cái nốt này lên để tiếp tục nấu. Còn nếu mà nấu bình thường thì mình không cần bật cái nốt này cả nhà nhé. Cái khi mà pin nó sắp hết thì nó sẽ báo hiện như thế này. Sẽ báo nhấp nháy để các bác cho có một tuần để các bác chuẩn bị nhé. Lò nướng đây cả nhà. Đây, khay nướng và vị nướng đây các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Không có cái vết gì xét gì hết. Vị nướng thì bằng pin ốc ạ. Còn khay nướng thì có mạ một lớp chống dính ở đây để các bác lau chùi cho nó dễ. Có một lưu ý chút xíu đó là các bác cho một ít nước xuống dưới đây là khi mà mình nướng nhá, để mình vệ sinh nó không có bị dính đồ ăn. Bây giờ em Hương sẽ test bếp nướng cho cả nhà nhá. Đây các bác này. Các bác thấy lửa xanh không? Lửa rất là xanh đúng không ạ? Vặn bật thì cũng rất là dễ thôi. Ấn vào vặn ngược chiều kim đồng hồ. Rất là nhẹ nhàng thôi, không có gì là khó khăn cả các bác ạ. Đây. Quay thành vách cho cả nhà theo dõi nhé. Đây, cái kiềng này thì bằng thép không dỉ này. Kiềng thì bằng thép không dỉ. Đây, cái điểm 10 của cái chiếc bếp ga Nhật thì nó nằm ở cái tim cảm biến này ạ. Tim cảm biến này sẽ đo nhiệt độ dưới đáy nồi. Khi mà nhiệt độ cao lên đến 250 độ C thì bếp sẽ tự động tắt bếp khóa ga, nên là các bác dùng rất là an toàn, mình sẽ không có lo nó bị cháy nữa đâu. Đây, em Hương cho cả nhà xem lại cái nồi ban nãy nhá, xem là nó có bị đen không nhá. Đây cả nhà. Đấy, nó không có bị đen nồi đâu, nó chỉ hơi vàng một chút xíu thôi. Rất là an toàn và tiết kiệm luôn. Bếp bên này thì giảm nhỏ lửa rồi nhưng mà chưa có tắt. Đợi một lát nó sẽ tắt thôi. Chiếc bếp ga này là giá 1,6 triệu các bác ạ. 1,6 triệu em Hương bao ship cho các bác luôn rồi. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nốt số tiền còn lại với em Hương thôi.
Chiếc bếp ga nội bây giờ các bác mua cũng đã phải 1,3-1,4 triệu rồi đúng không ạ? Mình thêm vài trăm ngàn, mình mua cái chiếc bếp này, mua cái sự an toàn, mua cái sự tiết kiệm cho gia đình của mình. Chuyển sang dùng bếp ga nội địa Nhật như thế này, các bác có thể tiết kiệm được 30% ga cả nhà nhé. Đấy, từ việc tiết kiệm ga thì mình có thể tiết kiệm tiền rồi đúng không ạ? Một năm đã tiết kiệm được một bình ga như vậy thì 5, 7 năm, 10 năm các bác nhân lên, mình tiết kiệm được rất là nhiều. Hay lâu cả nhà nhỉ, đúng không? À, bây giờ em Hương thử đổi cái nồi nhá, thử đổi cái nồi xem là nó có nhanh hơn không này. Hai cái bếp này thì được thiết kế nhiệt độ tắt bếp là không có giống nhau cả nhà nhá. Đấy, nên là các bác nếu mà một bếp tắt thì các bác cứ test thêm một lúc nữa không sao hết, nó sẽ hơi lâu một tí thôi, chứ kiểu gì nó cũng tắt, rất là an toàn. Các bác đợi chờ cùng em Hương thêm một vài phút nữa thôi. À, ngoài những cái dòng đơn giản sử dụng như thế này thì nhà em Hương có rất nhiều mẫu bếp mới về hàng các bác ạ. Mới về hàng tối ngày hôm qua, về thêm một số lượng bếp và xe. Đấy, bếp nó giảm nhỏ lửa khi nhiệt độ nó lên cao rồi đấy. Nên là tha hồ cho các bác lựa chọn mặt sơn này, mặt men, mặt kính, mặt đá. Có hết, hôm trước em Hương có lên cái chiếc bếp mặt inox thì rất là đẹp các bác ạ. Thì đã có một bác khách may mắn đã mua cái chiếc bếp đấy rồi. Thực sự mặt inox mà chỉ có 2,5 triệu thôi. Các bác bao bền cho các bác luôn. Bác nào mà quan tâm tới cái mẫu bếp như thế nào thì nhắn tin riêng cho em Hương nhé. Hoặc là các bác gọi cho em sẽ trả lời các bác nhanh hơn là các bác bình luận ở trên kênh ạ. Rất là tuyệt vời. Rồi, bếp đã tắt rồi đây cả nhà. Đấy. Hơi lâu một tí, chắc phải 7 phút đấy cả nhà nhỉ. Đấy, bây giờ em sẽ test cái tính năng đã khóa ga cho các bác xem nhé. Đấy, các bác tận mắt nhìn thấy những cái tính năng an toàn của bếp, tắt bếp khóa ga khi mà cạn nước. Rất là an toàn đúng không ạ? Mình sẽ không có lo bị cháy nồi nữa đâu. Tiếp tục em sẽ test thêm cái tính năng là gió thổi tắt bếp nhé. Gió thổi tắt bếp của hai chiếc bếp luôn. Vặn quá tay nó lại nhỏ quá. Riêng đối với cái tính năng là gió thổi tắt bếp như thế này thì các bác phải mất khoảng tầm 15 giây, 12 đến 15 giây cả nhà nhé, thì bếp nó mới khóa ga. Chứ nó lại không giống cái tính năng đó là cạn nước tắt bếp thì nó sẽ khóa ga luôn. Rất là an toàn trong trường hợp mình nấu ở những cái vị trí mà nó hơi nhiều gió. Rồi đấy ạ, đã khóa ga rồi các bác ạ. Đã khóa ga của bên bếp, hai bếp luôn rồi đấy. Rồi, ok ạ. Rất là tuyệt vời đúng không các bác? 1,6 triệu thôi, 1,6 triệu 3 chiếc cho các bác luôn rồi. Các bác nào quan tâm được cái chiếc bếp này thì liên hệ em Hương nhé. 0359014200 là số của em ạ. Rất là nhiều bếp, tha hồ các cái mẫu mã cho các bác lựa chọn luôn. Nhà em tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bác nào ở gần thì qua cửa hàng em trực tiếp xem hàng nhé. Còn bác nào ở xa thì nhắn tin cho em cái nhu cầu tài chính và cái nhu cầu sử dụng của mình. Em sẽ tìm cho các bác những cái chiếc bếp mà phù hợp với mình nhất ạ. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.